Trời ơi, con lị mẹ. Ai biết mà sao đó mà làm gì, người ta đang quay phim mà. Mỗi phát tôi quay trực tiếp đâu, ai biết làm cái gì mình báo động chứ. Tôi quay trực tiếp đâu có thấy không được cái gì mà. Bà cứ nói vậy mà có làm cái gì đi trước thì nó à, ta đang làm cái gì thì nói, người ta đang quay phim nhưng nó nói bạn cắt mình trộm gì, bạn cắt trộm gì mà xấu hổ. Quay trực tiếp ạ. Ủa, tôi quay cảnh ai biểu ai trước mặt tôi còn muốn đi trục lui lại.